dù hôm nay chỉ là những tiết mục biểu diễn, không phải là những phần thi, nhưng đã là nghệ sĩ đứng trên sân khấu thì không có gì quý hơn là sự tán dương, theo dõi cũng như sự cổ vũ từ phía khán giả. Và bây giờ xin mời các thành viên sẽ cùng bước lên sân khấu. Đại kinh Việt Nam làm hết sức và chơi hết mình, đó đã là văn hóa rồi. Và tôi muốn biết các bạn đã sẵn sàng chưa? Are you ready? Are you ready? 3, 2, 1, let's go! Cực kỳ chất dành cho tiết mục vừa rồi của Đại kinh miền Trung.